Xin chào. Bây giờ đang thử chiếc đàn Martinet cổ điển. Đây là đàn sản xuất tại có lẽ là Trung Quốc, do một hãng của Úc làm. Okay, chiếc đàn này có điểm đặc biệt là nó có cần cần đàn rất là nhỏ, nhỏ như là đàn acoustic dây kim loại. Ok. Và nó nguyên thủy, cái cây đàn này không có EQ, nhưng tôi đã lắp chiếc EQ Fishman hàng nhái vào đây. Tôi cũng thay dây này, dây bộ dây của Trung Quốc mua qua eBay. Đây là giải pháp. Có lẽ đây là giải pháp mà ít tiền cho người mới tập chơi đàn, để có thể có cây đàn có thể cắm vào ống đi chơi được. Tôi sẽ thử cây đàn này và so sánh với lại hai cây đàn Kato và Boreo tôi thử ngày hôm qua với bộ EQ chính hãng của hãng Fishman. Bây giờ thử xem sao. Bây giờ hãy tắt âm đi trước. Ok. Thun mấy ông không chơi cây này cho nên có khả năng là dây đã bị lệch. Ok, dây khá tốt. Bây giờ thử không có âm ly xem sao. Ok, bây giờ sẽ thử âm ly xem sao. Hiện nay là âm ly không để chorus và để reverb vào mức độ chung chung trung bình. Bây giờ thử tắt reverb xem sao. Nghe chất lượng âm thanh tôi nghĩ là khá tốt nếu mà so với lại cái giá tiền bỏ ra cho chiếc đàn này.